Hello, xin chào buổi tối đại gia đình mến yêu, hẹn chào chào vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì tối ngày hôm nay Hiển cùng gia đình đến cái vùng Ben Thao để review cái món ăn là hot pot. Trong này mình ăn nó khác hơn những chỗ khác là ở đây cái pot nó nhỏ thôi, nhưng mà điều mình ăn chừng nào no thôi các bạn. Đó thì nó dạng buffet. Buffet đó. Ẩm thực thì mình cũng lần đầu mình ăn cái món này. Đó, để tí xíu nữa khi vào trong thì Hiển sẽ review tiếp cho đại gia đình mình cùng xem để trải nghiệm nha. Rồi hy vọng các bạn cùng gia đình để đến đây để mà ăn. Ở đây là trong cái khu Sài Gòn, ở tại cái vùng Ben Thao các bạn. Ben Thao Sài Gòn. Thì cái building này nó có đủ các shopping rồi quán ăn, ở trên lầu cũng có karaoke, cũng có giẫm trà, cũng có nhiều cái. Mà cái này mới đó, trước đây Hiển ở Ben Thao mà Hiển chưa từng thấy. Chắc cũng mấy chục năm rồi. Đỡ trở lại thấy cũng lạ. Dạ, bây giờ mời các bạn vào trong nha. Các bạn thân mến, thì ở trong này họ bán buffet mà cái kiểu mới lạ nha. Thì cái hot pot này họ đưa cho mình một cái pot nhỏ như thế này. Ở đây là cái lò nè. Đó thì họ trong này họ có 6 cái loại súp khác nhau. Mình tự chọn cái súp nào mà mình thích, cay không cay hay là cái gì đó xong xuôi rồi á, họ sẽ đem cái này ra cho mình. Mình sẽ đi chọn những cái nào mà mình thích á, mình sẽ chọn bỏ vô cái pot mình ăn. Thì một phần ăn như vậy á, là 37 đồng. Đó, mà cho họ cho mình ăn trong vòng 1 tiếng rưỡi. Có nghĩa là không có câu giờ ăn, ngày nào no ra chứ không có câu mà ở trong này 2-3 tiếng là không được. Đó, thì nói chung một người 37 đồng mà cũng rẻ chứ không có mắc, ăn được. Đó, bây giờ phó bếp chọn cái nào? Cái súp hả? Seafood nè, chicken soup, kim chi nè, còn cái này stock nè. Tôm dăm. Tôm dăm. Tôm dăm mà. Thôi Hiển trời trời ăn seafood đi. Nó có cái luật nha, mình phải lấy đủ ăn thôi nha, chứ lấy nhiều quá cái giờ bị phạt 30 lủng đó mà. Một phần ăn mình có 37 thôi mà mình bị phạt là 30 á. Bây giờ mình đi xuống mình chọn những cái món mình coi trước. Bây giờ mình xếp hàng để mình gấp mấy cái đồ ăn, một lát mình nhúng lẩu nha các bạn. Trước tiên là mình chọn một hai miếng cá đi. Cái này là cá nha các bạn. Đó. Hai con mussel. Ở đây nó có cá nè, mussel nè, tôm, mực, bạch. Bạch tuộc. Bạch tuộc hai loại, loại lớn, loại nhỏ. Rồi ở đây là những cái chả, đại khái chả loại này, loại kia rồi vậy mà. Cái này như sách bò hả gì á. Ok, tới luôn. Ở đây thì chả, tàu hũ. Thịt bò. Bò. Ở trong đây là hết trơn mấy cái loại chả đó. Bò viên, đồ này kia, các thứ, chả cá. Thứ cục này đó. Đây, thịt bò, chả cua. Này không biết cái loại chả gì không biết. Nó có nhiều chả lắm, cứ thử. Cái này là con điệp nè. Rồi. Này thịt heo hả, gà. Gà. Thôi. Cắp mấy trứng cút cho em ơi. Cho trứng cút. Đó. Rồi cho trứng luôn. Cái này là xúc xích nhiều loại nha. À, xúc xích cá thì có mì, có hủ tiếu nè, có bún nè. Chúng ta muốn ăn gì ăn, có mì xào cũng có, mì gói cũng có nha các bạn. Con gắp thử chút xíu mì vô góc này coi. Mì loại nào? Loại mì kiên. Ok. Ít ít thôi. Ít thôi. Chút xíu đây. Thôi. Bên này là rau, giá, nấm, rồi cà rốt, bắp, măng. Đây bắp trái luôn, rồi củ sen. Ở cái đó là bí đao, cà, củ cải trắng. Còn bé bên đây là cái phần cải. Cái đó cà ngô rồi có hết nè. Ok. Thì ở trong này họ bán bia, bán đồ luôn nha các bạn. Ồ, đẹp quá ha, rượu phương màu đó. Rượu Korea. Đó. Cái này nó giống, chắc nó giống mấy cái giờ Posca hả cha? Không, rượu đế của Nam Hàn á.
đó. Các bạn coi những cái phim Nam Hàn mà thấy họ hay ngồi ở ngoài mà mấy cái lùm lùm ở ngoài đường họ uống là uống cái rượu này nè. Là đó đó ha. Đây là cái ba rượu đó các bạn, mình có thể uống nước hoặc rượu mình thì ai muốn uống cái nước gì là đây order. Đây các bạn, cái đại phần này là mình lấy shot nha. Mình thích cái gì mình lấy cái đó. Đây. Bây giờ mình sẽ cần một ít hành với ngò nữa các bạn. Cái này là ngò hành để mình bể vô cái lẩu nè. Đó. Rồi, rồi. Ok. Đây các bạn, nước tương, nước sốt rồi có hành, có ngò luôn. Đó. Đó hết mình lấy nữa. Bây giờ mình bấm cái nút đỏ này nè. Đó. Khi nào nó nổi chứ phi thai là bắt đầu nó nấu đó. Ở đây nó có cái dấu cộng là mình muốn nóng hơn thì mình bỏ lên. Còn nếu mà mình uống cho nó bớt lại thì mình bấm cái dấu trừ. Nè bây giờ mình cho nó xuống. Đó. Đó bây giờ hiện giờ thì nó chưa có nóng thì mình cho nó lên chút xíu đi. Rồi vậy thôi. Đây mời phó bếp. Rồi nước sôi rồi nè, mình thà mình để mấy cái đồ vô được rồi đó. Đó, bây giờ mình cho một ít tàn ô vô cho nó ngọt nước nè. Là mình để cái này vô cho nó ngọt nước trước đi. Đó, phó bếp để không? Không, để cá đồ vô cho nó ngọt chứ. Cá mực đồ nè. Này. Tôm dăm là phải để tôm. Này. Đó. Dạ. Buffet mà mình thích cái gì mình cứ lấy rồi mình bỏ vô vậy thôi. Hiển nè, nấm nè, rau nè. Ở đây là thịt nha, thịt heo, thịt bò, các thứ. Đó, họ đông đá xong cái họ bào, họ cuốn lại như vậy nè. Thì mình nhìn thấy nó bắt mắt nhưng mà thật sự nó cũng không lớn lắm nè các bạn. Mình nhúng nước nóng cái là nó chẹp lại à. Đây, cho qua bếp. Cho riêu cho ngọt nè. Đây miếng thịt nó chín rã bèn rồi các bạn. Nó mau lắm. Mà các bạn ăn mất rồi. Đây mực nha, mà các bạn nha. Nãy giờ quên mời luôn. Quên mời đại gia đình luôn, sorry. Ngon quá các bạn ơi. Có thời gian nha, mời các bạn đến đây nha. Cái khu shop gọi là Sài Gòn ở vùng Penthouse nha. Đó, lên trên này tầng 1 nè, mình ăn đồ buffet 37 đồng người mà thấy ngon quá. Sạch sẽ. Cái nồi này nó chế rất là hay nha các bạn. Hồi lúc nãy mình nấu, mình ăn cái lúc nó sôi mạnh nó không có nóng là tại vì nó có một cái nó như vậy nè. Đó, khi mình dở lên nó có một cái nồng giống vậy nè. Đó, có nghĩa là nó nấu cái nồi này thôi. Còn cái nồng nó để ở ngoài để cho mình khi mà mình đụng cái tay vô cái này á nó không có bị nóng. Rất là hay. An toàn cho con nít nó bóp cho nó. An toàn khi mà mình đụng vô nó cũng không sao. Bây giờ mình lấy trái cây ăn. Đấy. Những cam. Có cái cảm giác là vui nhất là mình không có làm mà mình được ăn là thứ nhất. Thứ nhì nữa là mỗi một cái hũ như vậy nó mỗi một cái mùi khác. Cho nên ai thích ăn cái mùi nào thì mình chọn cái mùi đó. Thứ ba nữa là mình ăn xong mình không có dọn. Được khỏe. Các bạn ơi thì ăn uống đã no say rồi đó. Bây giờ muốn review những cái món ăn tráng miệng ở phía bên đây nha. Mời các bạn đi theo Hiển nha. Đó, nó còn nhiều cái hấp dẫn nữa. À, các bạn ơi, sau khoảng hơn nửa tiếng, cả tiếng ngồi ăn enjoy đó thì các bạn biết là khi nãy mình tới đây là khoảng 5 giờ thì người ta chưa có đông lắm. Cũng có người cũng đông rồi đó nhưng mà mình thấy cũng chưa có đông lắm. Nhưng mà hiện mấy tại lúc này, giờ này khoảng 6 giờ tối nha. Và các bạn biết sau lưng Hiển là người ta xếp hàng 2-3 dòng á, xếp hàng bọc qua bên kia luôn á. Đó, bởi vậy có đi ăn ở trên này, các bạn nhớ đi sớm. Ý là 2-3 chỗ đó, bên này nữa nè. Bên đây rồi bên đây nữa. Đó, bên đây cũng có cái phòng để mình ăn luôn á các bạn. Nó rất là lớn á. Rồi bây giờ mình ra ngoài kia mình kiếm mớ trái cây bỏ bụng ra ăn vậy cũng chưa đầy nữa.
Ở đây nó có bán mấy cái bánh ngọt nè các bạn. Thấy không, ngon dễ sợ luôn á, đủ thứ loại hết. Đây bên này. Rồi ở phần ở dưới này thì họ làm một cái bánh tròn, nhưng mà họ cắt ra từng miếng như vậy đó, cho mình dễ ăn, chứ một cái bánh lớn mình mua mình ăn không có hết. Còn nếu mà muốn mua cái nguyên thì bên khung bên này có nữa nè. Đó, giống như dạng bánh kem thì mình mua mình xách về được, còn cái này mà kem kem lạnh mà kem tô á để mình ăn liền á thì không có xách về được rồi. Giờ muốn mua là ăn qua đây ngồi ăn luôn à. À các bạn ơi, ta hiển đây là hai cái món ăn mà của người Hàn Quốc nha. Cái này là bingsu, nó có đá bào, có kem nè, rồi nó có trà xanh nữa, rồi cái này là chè đậu đỏ nè, còn thiếu có bánh lọt nữa là vô. Còn cái này là bánh bánh mình chọn này, mình mix lại đó. Đó. Trà xanh rồi chanh chocolate, cái này strawberry, blueberry, rồi cái này là chắc hàng hạnh nhân quá, coffee là gì đó, đó đủ thứ, có đồ hạnh nhân á đó. Đó rồi. Đây thử đi. Rồi cái này là kem đá bào. À, đây mời các bạn ăn thử nha. Đây mời các bạn nha. Nó thơm cái mùi trà xanh, khi chúng ta ăn vô cái đậu đỏ nó bùi, rồi đá bào nó làm cho lạnh lạnh, kem nó béo ngậy luôn. Ủa tuốt ở dưới rất giống nhau hả? Ngon, đá bào đó ở dưới là đá bào đó. Hôm nay gì đây, cục gì trắng trắng đây? Bánh gạo. Đó bánh gạo hả? Nó làm như cái miếng bánh không? Dài dài. Bánh nếp vậy hả? Đó mời các bạn nha, nó thơm mùi trà xanh dễ chịu lắm. Nãy giờ ông Chánh biết nó diễn tả không ra, nó giống cái bánh dẻo. À nó giống cái bánh dẻo á, bánh dẻo của Trung Thu mình hay có đó, là nó giống vậy đó. Rất là thơm với mùi trà luôn. Ngon quá. Giờ Phó biết thích cái nào nè, strawberry hay là blueberry nè? Ông này trà xanh, chanh nè. Chanh luôn hả? À, cái này kem rồi họ khè cái lửa thôi các bạn. Giờ cắn cái này trước không? Ngon không? Ngon. Chua không? Chua cái mùi chanh mà nó béo của cái mùi giống như là trứng mà nó đánh ra với bơ sữa gì đó, nó thơm lắm. Ngon ha. Đúng rồi, ngon quá. Dạ yeah, rất là ngon các bạn. Ai mà thích ăn ngọt thì đâu mấy cái món này là hết sảy rồi, hết sảy không mà bảy. Nó làm cho mình ăn có cái mùi hơi chua chua chút xíu á, nó không có ngán. Dạ yeah. À các bạn có đến cái vùng Ben Thao này ha, thì vô cái khu Little Sài Gòn, cái thứ nhất là cái quán ăn Hot Pot, kế bên phía ngoài thì có mấy cái gian hàng bán trái cây kem đồ này kia, dài dài đằng kia cũng còn nhiều thứ lắm. À nếu các bạn xem clip này mà có thấy thích cái khu này mà muốn Hiển review thêm á, các bạn cho Hiển một like nha, một đăng ký và một chia sẻ đi, rồi mình sẽ cố gắng đi hết cái vùng cái khu Little Sài Gòn này để mà review luôn. Ở đây bật mí nhỏ các bạn, trên lầu có karaoke nữa đó, lên chỉnh ca cái bài mà màu tiếng anh buồn là không luôn. Bây giờ nãy anh thấy có cái mũi tên nó chỉ lên đó, nó chỉ lên cho mình karaoke ở trên đó, rất là vui nhộn luôn. À, các bạn thân mến, thì Hiển muốn chia sẻ đôi nét về cái vùng Ben Thao mà sau bao nhiêu năm. Trước đây Hiển với Phó Biếp cũng từng ở đây 2 năm. Đó, thì sau khoảng cái thời gian gần 30 năm trở lại thì nó cũng có nhiều sự thay đổi. Nhưng mà nói chung á, thì ngày hôm nay Phó Biếp vui, rất là vui là đặc biệt của Phó Biếp, Cánh Biếp. Cánh Biếp là hưởng sái, ăn theo. Vậy nha các bạn, clip đến đây Hiển Phó Biếp xin phép tạm kết thúc nha. Mến chúc đại gia đình mến yêu có một cái mùa Modern Day thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Giờ thì Hiển Phó Biếp chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye. Happy Modern Day.